Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ gan ở trong Excel. Thì mình có một cái data như này. Đấy, bây giờ chúng ta cần phải vẽ cái biểu đồ mà thể hiện cái thời gian đến, thời gian đi và cái độ dài đỗ ở độ dài đỗ ở trong sân. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái biểu đồ như này. Đấy, nó nhìn các bạn nhìn thấy nó khá là phức tạp đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ làm từng bước như sau. Bây giờ mình sẽ copy một cái sheet này sang một sheet mới, thì chúng ta sẽ làm từ đầu để cho các bạn có thể theo dõi và các bạn làm được nhé. Đấy, mình copy cái sheet này sang bên này. Đấy. Rồi, sau đó mình xóa cái biểu đồ cũ này đi. Mình xóa đi. Đúng không ạ? Rồi, cái bảng dữ liệu của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta cần phải có vài cái thao tác như sau. Ở đây á, cái ngày tháng là nó khá là dài, khi mà chúng ta nhập vào nó khá là dài thì chúng ta định dạng cho nó ngắn đi bằng cách là chúng ta bôi đen nó này, sau chúng ta chuột phải, chúng ta chọn phọc Marcel. Đấy, sau đó cái hộp thoại phọc Marcel hiện ra, các bạn chọn thẻ number, sau đó các bạn chọn thẻ đây và các bạn chọn cái kiểu mà chỉ ngày và tháng thôi thì để cho nó ngắn gọn hơn, thì lúc mà thể hiện trong biểu đồ nó dễ nhìn các bạn nhé. Sau đó chúng ta chọn OK. Rồi tiếp theo là chúng ta cần phải tính cái chiều dài của container. Đó, thì đây là cái điểm đỗ đầu và cái điểm đỗ cuối. Thì để chúng ta tính cái chiều dài ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bằng này, chúng ta mở ngoặc ra. Đấy, lấy điểm đỗ cuối này trừ đi cái điểm đỗ đầu. Đấy, nếu mà chúng ta mà đóng ngoặc enter ấy thì nó sẽ ra 200 đúng không? Đấy. Tuy nhiên á là chúng ta cần theo dõi là khi mà cái tàu này này, cái ngày này nó đến và đây là cái ngày đi, thì chúng ta sẽ tính được là cái số ngày mà cái tàu nó sẽ đỗ ở đấy bằng cách là lấy cái ngày đi và trừ đi ngày đến, thì chúng ta sẽ có được là cái cột mà số cái ngày mà tàu nó sẽ ở đấy đúng không ạ? Đó, chúng ta làm bình thường, chỉ việc là lấy cái ngày đi này, sau đó chúng ta trừ đi ngày đến, enter. Đấy, nó sẽ ra cái số lẻ các bạn nhé. Nó sẽ ra cái số lẻ. Cho nên các bạn để mà nhìn được như này, các bạn bôi đen nó, sau các bạn bấm vào đây này, các bạn chọn number. Đấy, number và nếu nó ra số lẻ các bạn có thể chọn general, nó sẽ ra như này này. Khi chúng ta tính nó sẽ ra như vậy. Thì chúng ta sẽ bôi đen và chúng ta sẽ chọn vào number này nhé. Chúng ta sẽ lấy hai số thập phân sau dấu chấm thôi. Đó, để cho nó ngắn gọn. Rồi tiếp theo nhé. Để vẽ được cái biểu đồ như thế này thì chúng ta cần phải chuyển đổi cái chiều dài của container này. Đấy, bởi vì trong một cái biểu đồ nó có hai số thì một cái số nó quá nhỏ quá to, một số quá to một số quá nhỏ, thì chúng ta lên đưa về nó tương đương nhau thì chúng ta thể hiện trong biểu đồ thì nó sẽ dễ nhìn hơn các bạn nhé. Rồi thì chúng ta lấy cái công thức này này, chúng ta chia cho 100. Đấy, chia cho 100. Đấy, và chúng ta kéo xuống. Thì lúc này chúng ta hiểu nó hiện số 2 có nghĩa là 200m các bạn nhé. Chiều dài của container đơn vị là 100m này các bạn nhé. Đó, thì mình để là như thế này. Đấy, thì nó, các bạn thấy nó sẽ tương đương với những con số này rồi đúng không? Sau đó chúng ta mới tiến hành, chúng ta mới vẽ như sau các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ chọn Insert, sau đó các bạn chọn cái biểu đồ cột này, sau đó các bạn chọn cái biểu đồ nằm ngang nhé. Đấy, mình chọn lại này, mình delete chọn lại này, làm chậm chút đúng không? Chọn Insert này. Sau đó mình chọn vào cái biểu đồ cột này, sau đó các bạn chọn vào cái biểu đồ nằm ngang như thế này. Các bạn chọn nó. Rồi, nó sẽ ra một cái biểu đồ trống như này đúng không? Tiếp theo các bạn chuột phải vào nó, các bạn chọn Select Data. Đấy. Rồi, nó hiện ra một cái hộp thoại này, các bạn sẽ bấm vào Add này. Đấy. Rồi chúng ta lấy dữ liệu cho nó. Đầu tiên các bạn chọn vào cái thời gian đến này. Tiếp theo mà các bạn đưa con chuột xuống cái khung dưới này và các bạn xóa cái dữ liệu này đi. Sau đó các bạn quét chọn cái dữ liệu của cái ngày thời gian đến đấy, thời gian mà tàu đến. Rồi, sau đó chúng ta OK. Rồi tiếp theo là gì? Chúng ta lại chọn Add tiếp để chúng ta lấy tiếp dữ liệu của cái số ngày mà tàu nó sẽ ở. Chọn số ngày này, đấy, tiêu đề của nó này. Sau đó các bạn cũng xóa cái mục dưới này đi và các bạn quét chọn vào cái số ngày. Đấy, sau đó chúng ta cũng chọn OK. Rồi tiếp theo chúng ta cũng chọn một cái nữa, chọn Add vào đây. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chọn cái chiều dài của container, chúng ta chọn vào đây. Và tiếp tục là chúng ta sẽ cũng xóa cái mục ở dưới và chúng ta quét chọn cái cột ở dưới này. Đó, sau đó chúng ta cũng chọn OK. Thì nó sẽ ra được như thế này. Bây giờ chúng ta cần biết là cái chuyến tàu nào đúng không? Thì các bạn nhìn sang bên phải này, nó có cái mục Exit này, các bạn bấm vào đây.
Đấy, các bạn quét chọn đấy tên tàu đó, sau các bạn ok và các bạn ok đấy, thì nó sẽ được như thế này. Đấy, các bạn có thể kéo nó dài ra như này. Đấy, chúng ta kéo dài ra thì nó phóng to, nó dễ nhìn hơn nhá. Rồi tiếp theo nhá, chúng ta không quan tâm cái vùng màu xanh này. Đấy, chúng ta không quan tâm vùng màu xanh này thì chúng ta bỏ đi bằng cách chọn nó, xong các bạn chuột phải này, các bạn vào bình full này, các bạn chọn no fill nhá. Đấy, để chúng ta bỏ cái vùng màu xanh đó đi. Rồi chúng ta nó được một cái biểu đồ như này. Bây giờ chúng ta thêm cái dữ liệu vào đây. Đây, cái vùng màu xám này chính là cái chiều dài của cái điểm đỗ, vị trí đỗ đúng không? Thì chúng ta sẽ chuột phải vào nó và các bạn chọn Add Data Label. Đấy, thì chúng ta đã thêm được những cái con số là cái chiều dài của vị trí đỗ rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là gì? Các bạn hiểu nó là đơn vị là 100m đúng không? Ví dụ như này nó hiện 1.99 có nghĩa là 199m. Đấy, tương tự như vậy, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ thể hiện cái ngày mà cái tàu đến. Đấy, màu cam này là chúng ta thể hiện cái ngày mà tàu bắt đầu đến, thì chúng ta chọn vào phía trước nó nhé. Sau đó các bạn chọn vào cái thẻ design trên này này, các bạn chọn là add chart enablement, các bạn bấm vào đây này. Sau đó các bạn chọn data label, đấy, thì các bạn sẽ chọn là cái mục này. Đấy, mục này để cho cái ngày nó sẽ hiện trước cái điểm màu cam đó. Các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ được cái biểu đồ như thế này. Rồi tiếp theo, bước tiếp theo là chúng ta làm gì? Bởi vì đây cái từ cái ngày này đến ngày này nó cách xa nhau quá, đúng không? Chúng ta không thấy rõ được. Từ ngày 7 đến 12 thì cách 5 ngày hơi xa, thì chúng ta sẽ sửa cái dữ liệu này. Để sửa dữ liệu này, đầu tiên chúng ta phải biết được là mình chuột phải cho các bạn xem. Mình sửa cái dữ liệu này cho nó ngắn lại ấy, thì chúng ta phải biết cái ngày này nó là ngày ở trong biểu đồ ấy, trong máy tính ấy, nó thể hiện là những con số. Thì ấy, chúng ta biết là cái ngày mà cái tàu đến nó là từ ngày mùng 8 đúng không? Ngày mùng 8. Thì ấy, bây giờ chúng ta cần phải biết cái ngày mùng 8 nó là ngày bao nhiêu. Thì chúng ta copy nhé. Các bạn copy cái ô đó ra chỗ khác. Đấy, chúng ta dán ra chỗ này. Đấy, và chúng ta định dạng nó. Đấy, chúng ta chọn vào nó và chúng ta chọn đây này, chọn general luôn hoặc chọn number cũng được. Thì các bạn thấy là cái ngày mùng 8 đó, cái con nó thể hiện bởi con số là 44.781. Vậy thì chúng ta sẽ sửa nó như thế nào? Đấy, các bạn sửa chỗ này để chúng ta để là bao nhiêu nhỉ? 44.780 đi. Đấy, 780. Đấy, tức là trước cái ngày mùng 8 một ngày thôi. Rồi, và cái chỗ này này các bạn sẽ để là cách ít ngày thôi, chúng ta chỉ để cách độ 2 ngày thôi hoặc là 1 ngày cũng được. Đấy là hai cái thông tin mà các bạn cần sửa đó. Xong mình bấm chuột ra bên ngoài, thấy chưa? Các bạn thấy là nó đã dễ hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Rồi tiếp theo là gì? Để cho đầy đủ hơn đấy, chúng ta muốn cho nó hiện cái dữ liệu lên thì các bạn bấm vào dấu cộng này này. Đấy, các bạn nếu mà muốn biểu đồ nó có cái tiêu đề thì các bạn tích vào cái mục chart title này. Đấy, các bạn tích vào đây để nữa chúng ta sửa cái tiêu đề. Tiếp theo là chúng ta cho nó hiện tiêu đề cái dữ liệu thì các bạn bấm vào là data table ở đây, các bạn tích vào đây. Đó, thì chúng ta đã có được một cái biểu đồ thể hiện đầy đủ các cái thông tin. Đó, ví dụ chúng ta sửa cái chat cái tiêu đề của biểu đồ này là chúng ta gõ là sân 1 chẳng hạn. Đó, sân 1 tức là sân bãi 1 đấy, đúng không? Tàu đậu, nơi mà tàu đậu. Đó, và chúng ta có thể cho rộng ra như thế này. Đấy, hoặc chúng ta có thể là tô màu cho nó. Đấy, đúng không? Đấy, chúng ta có thể là tô màu. Đấy, bằng cách là các bạn chọn nó này. Đấy, các bạn chuột phải, đúng không? Các bạn chọn bình phun màu này này. Đấy, nó có màu sẵn ở đây. Các bạn thích cái màu nào thì các bạn tô màu để cho dễ nhìn. Đó, đúng không? Đấy, mình chọn màu nào tùy nhá. Các bạn chọn màu nào tùy. Đấy, giả sử là mình chọn cái màu này đi. Màu nó sáng sáng một chút. Đấy, hoặc các bạn cứ để trắng như vậy cũng được, không sao hết. Đó, thì đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ cái biểu đồ gan này. Đó, đúng không? Nếu mà những con thông tin ở trên này nó thay đổi thì cái biểu đồ nó cũng sẽ tự động thay đổi theo, đúng không ạ? Đó. Đấy, các bạn thấy là rất là hay đúng không? Đấy, giả sử chúng ta thay đổi cái thông tin này là chỗ này sẽ là 250 chẳng hạn. 50 này, enter. Đó, các bạn thấy không? Thông tin này
cái chiều dài của tàu nó thay đổi theo, đúng không? Hoặc các bạn thay đổi ngày ở đây thì nó cũng thay đổi theo này, hoặc các bạn thay đổi ngày ở đây thì cũng thay đổi theo luôn, bởi vì khi thay đổi ngày ở đây thì kết quả số ngày nó thay đổi, số ngày thay đổi thì ở đây cũng sẽ thay đổi theo, đúng không ạ? Đó, thì mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Nếu mà trường hợp các bạn muốn học một khóa tin học văn phòng cho người đi làm thì các bạn có thể liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.